Mình là mê phim đây. Hôm nay mình sẽ review phim kinh dị 2023 Gánh Hát Quỷ. Hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ mê phim nhé. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Gánh Hát Quỷ là phim mới ra mắt 2023. Đây là bộ phim kinh dị với những tình tiết rùng rợn đáng sợ khiến người xem không khỏi hồi hộp đổ mồ hôi lạnh nhưng không kém phần hấp dẫn. Câu chuyện bắt đầu từ một tên ăn mày tên Từ Thiên Hữu vì mẹ già bị đói mà ra đường kiếm ăn vào ngày quỷ tiết. Trên đường vào núi ông ta thấy gánh hát đang biểu diễn dưới chân núi. Đây là lần đầu tiên thấy đoàn kịch đi hát vào lúc nửa đêm nhưng ông ta không nghĩ nhiều mà quay đi. Nhưng giây tiếp theo liền cảm thấy có gì đó không đúng nên quay lại nhìn thì tất cả mọi người đã biến mất. Ông ta cho rằng bản thân bị đói đến hoa mắt mà đâu biết hôm nay là rằm 15 tháng 7 là ngày mở cửa quỷ môn quan tất cả những ma quỷ. Cô hồn trở lại nhân gian và tất cả hồn ma ở đó đã thấy ông ta. Mới đó mà trời đã đổ mưa, Từ Thiên Hữu tìm nơi để tránh mưa thì thấy gần đó có nhà tranh nên đến thì thấy bên trong có ba người đang ngồi chơi kéo búa bao. Ở giữa bọn họ có một dương châu báu trang sức. Ông ta thấy nhiều trang sức quý giá thì hai mắt phát sáng hỏi bọn họ đang làm gì. Ai thắng chính là của hắn. Từ Thiên Hữu nghe vậy thì vui vẻ muốn chơi cùng. Ngươi có đủ khả năng để mất sao? Không có gì để mất, không phải chỉ là cái mạng thôi sao? Vì Từ Thiên Hữu nhìn ra được quy luật của bọn họ thế là ông ta ngồi xuống tham gia. Trong mắt ông ta hiện tại chỉ thấy mỗi tiền mà không biết bản thân đang chơi với ba con quỷ. Rất nhanh ông ta đã chơi thắng hai con quỷ. Chúng nó không cam lòng nên hóa thành xương trắng. Lúc này Từ Thiên Hữu mới biết mình đang ngồi chơi với thứ gì nhưng quá trễ. Con quỷ còn lại quay đầu nhìn ông ta nở nụ cười thân thiện làm Từ Thiên Hữu lạnh toát cả người muốn bỏ chạy nhưng bị quỷ nắm lại bóp cổ khiến ông ta thè cả lưỡi ra. May mà trong lúc nguy hiểm Từ Thiên Hữu chụp được hộp sọ bên cạnh nện lên đầu con quỷ khiến nó ngã xuống đất. Từ Thiên Hữu mặc dù sợ hãi nhưng vẫn không quên ôm dương trang sức bỏ chạy. Sau khi về đến nhà thì thấy mẹ già đã chết ở trong sân, lúc này ông ta mới nhận ra có lẽ bà chết vì chính ông ta. Vào ngày thứ bảy sau khi mẹ Từ Thiên Hữu qua đời thì một chuyện kinh dị xảy ra. Ông ta giật mình dậy thấy có người trong nhà. Một bà già khắp miệng là máu đang ăn thịt sống quay lại dọa Từ Thiên Hữu hét lớn: "Mẹ đói." Hóa ra đó là linh hồn mẹ của ông ta quay về đưa cho ông ta châu báu mà bà đánh cắp được ở dưới mặt đất, kêu ông ta hãy giữ lấy. Khuyên ông nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này vì sẽ có thảm họa xảy ra ở thị trấn Trường Thọ. Tôi không biết các bạn sao chứ tôi mà gặp cảnh này chắc đang xuất khỏi trái đất quá. Khi mẹ Từ Thiên Hữu bỏ đi thì ông ta giật mình dậy. Hóa ra là mơ nhưng đáng sợ là những trang sức châu báu đó đều là thật. Kể từ hôm đó trở đi tất cả những lời nói của mẹ Từ Thiên Hữu nói ra đều ứng nghiệm. Trong trấn liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ đáng sợ. Có người ba giúp việc chết không lý do tại nhà thị trưởng và cả phu nhân của thị trưởng cũng không thể thoát được. Cho đến khi thám tử Hàn Minh đến thị trấn thì tất cả sự thật dần dần lộ ra. Người xưa thường nói không nên đi chơi đêm vào rằm 15 tháng 7 nhưng nhóm người này lại lên núi xem kịch, đây chẳng phải tự tìm chết sao? Lúc đầu mọi người đều rất vui vẻ khi xem nhưng lúc sau thôn trưởng liền cảm thấy kỳ quái. Tất cả mọi người đều trở nên âm u ngồi bất động. Thôn trưởng thấy vậy kêu đoàn kịch dừng lại vì ông cảm thấy có chuyện gì đó. Quả nhiên khi ông quay người nhìn lại thì bị dọa cho kinh hãi. Xung quanh ông làm gì có người nào chỉ có người giấy cùng quan tài. Ông vậy mà xuất hiện ở gò mộ lớn. Kể từ lúc này thị trấn Trường Thọ thường xuyên xảy ra những điều kỳ lạ. Người ta nói đây là bách quỷ dạ hành đến tắm máu thị trấn Trường Thọ khiến mọi người hoang mang. Thị trưởng muốn trấn an lòng dân nên đã mời đạo sĩ đến để giúp đỡ. Đạo sĩ yêu cầu thị trưởng hãy lấy một người có mệnh phúc tinh về để trừ tà đuổi ma quỷ. Thế là ông ta lấy lý do vì bảo vệ người dân cưới một thiếu nữ 18 về làm vợ lẽ. Hôn lễ diễn ra vô cùng náo nhiệt, thị trưởng lúc này cũng vô cùng vui vẻ nhưng mọi chuyện xảy ra bất chắc khi mọi người bắt đầu ăn uống. Một dĩa cá được đưa khiến đạo sĩ cảm thấy không ổn vì nó bay ra khói đen. Ông sợ hãi biết đây là con cá bị nguyền rủa liền kêu mọi người dừng lại đừng ăn nữa nhưng càng nói bọn họ càng ăn uống điên cuồng như thể bị quỷ ám khiến ông không thể làm gì được. Lúc này đạo sĩ thấy bóng ma đoàn kịch, có tin đồn thấy diễn kịch ma trên sân khấu thì người nghe kịch sẽ phải chết. Không ngờ lúc này có một người phụ nữ như bị mất hồn đi đến, thấy con cá bị nguyền rủa thì đi tới cầm lên gặm một cách điên cuồng như thể nó là chân hào. Bà ta vừa ăn vừa lẩm bẩm gì đó. Cảnh tượng này khiến đạo sĩ thấy ghê tởm. Đạo sĩ liền hét lên kêu thị trưởng nhưng ông ta căn bản không quan tâm vì đang bận động phòng với tân nương. Thị trưởng vui vẻ phấn khích vén khăn hỉ lên, ngay lúc này cảnh trước mắt dọa ông ta sợ hãi. Bên dưới tấm khăn nào có tân nương rõ ràng là người giấy khiến ông ta hét lớn bỏ chạy. Khi ra ngoài thì tất cả khách nhân cùng mọi người đều biến mất chỉ còn có tên đạo sĩ. Đạo sĩ nói với ông ta bên ngoài có đoàn kịch ma thế là cả hai sợ hãi muốn quay đầu bỏ chạy thì trước mắt bọn họ có một người phụ nữ treo cổ. Đó là phu nhân thị trưởng. Ban đầu thị trưởng lấy vợ lẽ vì an nguy của mọi người trong thị trấn không ngờ hiện tại thì hay rồi. Rất nhiều người đã chết còn góp thêm vợ cả của ông ta cũng chết thảm theo. Lúc này có một người xuất hiện là thám tử Hàn Minh. Anh hứa sẽ giúp thị trấn tra rõ ngọn ngành giải quyết vấn đề bách quỷ dạ hành. Mà hiện tại anh muốn khai quan, kiểm tra thi thể của thị trưởng phu nhân. Khi Hàn Minh nhìn thấy thi thể thì phát hiện trên cổ bà ta có hai vết thắt cổ. Điều này chứng tỏ không phải tự sát mà bị sát hại nhưng anh không nói gì vì muốn biết rốt cuộc là ma làm hay vẫn là người giỡn trò lừa gạt. Bán quan tài thì không nên mở cửa vào ban đêm đặc biệt là ngày 15 tháng 7 vì bạn sẽ không biết người mua quan tài bạn là người hay ma. Chủ tiệm quan tài này vào ngày lễ hội ma nửa đêm còn chưa đóng cửa còn một mình uống rượu. Đến khi tỉnh dậy phát hiện có một người đàn ông đến mua quan tài. Đáng lý vào ngày nay thì không nên bán quan tài nhưng người đàn ông mua ba cái quan tài cùng lúc mà còn đưa luôn túi đầy tiền khiến chủ tiệm quan tài không thể cưỡng lại được. Đến lúc mở túi tiền ra bên trong chỉ toàn đá nên ngẩng đầu lên muốn nói gì đó nhưng ngay lập tức ông ta không nói được nữa vì trước mặt ông ta nào phải người rõ ràng là ma. Con ma còn đặc biệt nở nụ cười thân thiện. Một lúc sau lại có người đến tiệm quan tài, là tên ăn mày Từ Thiên Hữu. Hắn ta muốn mua quan tài cho mẹ mới mất nhưng ông chủ lại nói quan tài đã có người mua hết rồi. Lúc này bên trong quan tài phát ra tiếng khiến hắn ta sợ hãi quay lại nhìn.
đến lúc nhìn lại ông chủ tiệm quan tài thì ở đó chỉ có một người giấy khiến hắn ta sợ hãi vội quay người. Muốn đi nhưng vừa quay lưng thì bên trong quan tài lại phát ra rung động, còn có tiếng người gọi hắn ta. Từ Thiên Hữu lấy hết can đảm đẩy nắp quan tài ra, không ngờ bên trong là ông chủ tiệm quan tài. Vừa ra khỏi quan tài ông ta liền hoảng sợ ôm lấy hắn ta nói vừa nãy có một con ma đến mua quan tài, đưa cho túi đá sau đó đổ ra cho hắn ta xem, nhưng không ngờ bên trong đó lại biến thành vàng. Chu quản tài vì cảm ơn Từ Thiên Hữu đã cứu mạng ông ta nên đã cho hắn ta nửa số vàng. Từ Thiên Hữu sau khi có tiền thì tổ chức tang lễ cùng xây sửa phần mộ cho mẹ mình, hắn ta mời Đào đạo sĩ đến làm lễ. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp, Từ Thiên Hữu còn mang cả giỏ bánh bao cùng giấy tiền cúng cho mẹ mình. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Từ Thiên Hữu nói ngày mai sẽ đưa tiền cho Đào đạo sĩ. Ông không biết như thế chính là phá vỡ quy tắc trong nghề, không thể thu tiền sửa mộ của người dân qua đêm, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Lúc này Đào đạo sĩ hình như thấy diễn viên ma đứng cạnh ngôi mộ. Đào đạo sĩ quyết định trở lại, mặc dù cảm thấy có gì đó không ổn nhưng ông ta cũng không quan tâm. Hiện tại chỉ muốn đến chỗ Từ Thiên Hữu để lấy tiền, nhưng khi ông ta đi qua nghĩa trang lần nữa thì thấy có diễn viên ma giết người. Đến lúc chủ tiệm quan tài tìm thấy Từ Thiên Hữu thì hắn ta đã chết do nghẹn bánh bao khiến ông ta sợ hãi tột độ. Trong trấn, một ông lão đang múc nước phát hiện bên trong đều là máu làm lão sợ hãi lùi ra sau ngã xuống dựa vào thành giếng. Không ngờ trong giếng thò lên một cánh tay đầy máu nắm lấy vai ông lão. Ông lão kinh hãi quay đầu thì thấy chủ tiệm quan tài trong giếng bò lên trên mặt đầy máu. Trong trấn liên tục xảy ra nhiều chuyện đáng sợ kỳ quái khiến người dân lo sợ hoang mang. Hàn Minh đang trong lúc điều tra thì có thêm người xảy ra chuyện. Đào đạo sĩ cuốn gói bỏ trốn trong đêm thì gặp được người vợ chết thảm của thị trưởng trên núi.